Dạ quay mặt lên. Đấy chứ. À không có đẹp được đâu. À đây. Rồi chưa? Các chị chúng ta chuẩn bị chưa? Chuẩn bị ha. Đúng rồi. Để vào trong áo. Lần hồi ra mà ai được 2 trứng hoặc 3 trứng có thưởng. Dạy lớn. Là anh bỏ tay lại phía sau. Lưu ý, các anh nam chúng ta không được phạm vi, không được dùng tay. Không, chúng ta để đây. Rồi, tôi bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Vui xin cho xin cái nhạc lên chúng ta. Rồi đất bạn kìa. Nào đâu rồi. Dòng mẫu của chúng ta người nhanh nhất đây là cặp này ạ. Nhanh thứ gì? Cặp này thứ ba, cặp này và thứ tư, cặp này mới được nửa giai đoạn rồi thôi, bây giờ dớt lại cái lần hai vô chung kết. Bây giờ các chị chúng ta sẽ lòn từ dưới lần lên, lần này mới là có điểm nè. Ha, cố gắng nha, hồi nãy là em, phần còn lại bây giờ từ dưới lên chuẩn bị xong chưa? Dạ không, không được sẵn buồn lên kéo cái bàn xuống. À, từ dưới lên rồi chưa? Chuẩn bị nha, bỏ ra rồi tôi đếm nha, 1, 2, 3 bắt đầu. Ôi, thọt tay. Cặp này trước, cặp nào gì, cặp này gì, ba này Phạm Quy và 4 đây. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố giải thưởng của ảo thuật gia của chúng ta là cặp, nếu như không Phạm Quy mà Phạm Quy rồi, cho nên là ban tổ chức chúng tôi quyết định là các chị chúng ta sẽ về học thêm nữa.